Motion Blue. Motion Blue này thì bất cứ một tựa game nào các bạn có thể bắt nhất. Nó là mờ hình ảnh chúng ta chuyển cảnh nhé. Preset Ultra tất cả. Mình sẽ để cấu hình giới thiệu của tựa game này dưới phần mô tả video nhé. Nhưng mà theo mình được biết ấy, thì cấu hình của tựa game này cực kỳ nhẹ luôn. Nó phù hợp với cả những cái máy tính mà đến cả 10 năm trước. Chứ nào? Nói chung là cực kỳ nhẹ luôn. Cho nên các bạn có thể yên tâm. Mình sẽ apply nhé. Yes. Rồi, tách ra nào. Rồi phần gameplay. Gamma màu sắc. Sensitivity nhìn lên nhìn xuống rồi. Rồi, cứ lát nữa chỉnh sau. Giờ thì à không. Vào cây bao control nhé các bạn. Đây là các nút sử dụng trong game đấy các bạn. Kép ASD, Space Shift, chuột trái, chuột phải, F, E, C, Tab. Không quá nhiều đúng không nào? Một thể loại game chém mình như thế này là quá phù hợp. Các cái nút sử dụng như thế này, đúng không nào? Credit thì cho S0 nhá. Rồi, đó là toàn bộ cái phần option thôi. Bây giờ mình sẽ vào campaign nhé các bạn. Ở đây mình sẽ mở chapter 1. Có 7 chapter chúng ta chơi, đúng không nào các bạn? Tên sẽ là Enemy at the Gate. Cái gì đây? Quân địch ở cánh cổng rồi. Enter, start mission. Tựa game rất là thú vị. Mà tiếc rằng chiều sâu của nó không có, nên mới buồn. Cũng chỉ vì cái 2.25GB các bạn ạ. Mình nghĩ là do cái dung lượng quá thấp, cho nên là nhà phát hành họ không thể nào phát triển được nội dung của nó sâu hơn được. Chính vì vậy nên nó mới tê tơi tả trên cái diễn đàn cộng đồng game lớn trên thế giới. Nhưng mà thì nói là cái nội dung của nó bị lặp đi lặp lại. Chúng ta chỉ bị bất ngờ lúc đầu rồi. Ở đây mình sẽ ấn Spike. Ấn Shift để cho nó nói nhanh nhé. Ok, Ravani. Ok, coming. Rồi, mình sẽ biểu diễn qua cho các bạn một chút về đặc biệt của cái tựa game này. Bay nhảy cực kỳ đã. Thậm chí phần bay nhảy của nó còn vượt trội hơn cả cái Attack on Titan khi mà trong cái tựa game này chúng ta có thể bay trên những ngọn cây các bạn ạ. Phi thân thế này. Trước tiên giải cứu người dân đó. Các bạn có thể thấy đó là những cái combo của nó có thể nói là rất đậm chất của Devil May Cry đúng không nào? Hơn nữa thì những cái combo này nó hoa mỹ hơn rất là nhiều so với cả cái tựa game Attack on Titan. Khi mà Attack on Titan thì nó chỉ có chém một đường cơ bản vào các điểm yếu thôi. Đây các bạn thấy, đây là lý do tại sao mình nói tựa game này có một phần phát triển, có một phần đặc điểm giống với cả Hiệp khách Giang Hồ. Khi mà có cái phần kinh công rất là giống với cả trong Hiệp khách Giang Hồ luôn. I need to channel. Ok, đợi tí. Tất cả các ngọn cây này chúng ta đều có thể bay lên được cho các bạn. Đó thực sự là một điểm cộng của game này. Mà nhảy lên hơi khó nhỉ, what the fuck. I need to channel this crystal. Ok, tới liền. Đây các bạn thấy đúng không? Các bạn nhảy lên tất cả các ngọn cây mà các bạn thích. Ấn tìm E để mở cánh cổng đi đến đường tiếp theo các bạn ạ. Cái phần đồ họa thì khá là tiện, lại một con orc nữa. À Ravani, quên mất, phải orc. Nhầm. Sang tới. Chém rất là đã tay các bạn ạ. Này. Rồi, đi đến cánh cổng tiếp theo. These refugees are lucky you showed up in time. If you're ever lost, you can review your objectives at any time. Lát nữa chúng ta sẽ còn được đối đầu với cả những con Ravani to hơn nữa như này cơ. À không, xong rồi, cứ tưởng cái thanh niên đội mũ xanh kia là con nào.
Ok. À, ở đây có một cái chức năng nữa. À, ấn tính gì nhỉ? F là đúng rồi. F là chúng ta có thể nhảy lên được những cái điểm chỉ định nhớ. Đúng nào. Các bạn có thể quay chuột lên và các bạn nhìn thấy một cái vòng tròn ở kia nhé. Đây vòng tròn này là có nghĩa các bạn có thể ấn phím F để có thể kéo dây lên nó. Đây, bay ngọn cây được các bạn. Đó. Rất là hay đúng không nào. Đây. Bay cực kỳ đã luôn. Cơ chế nhảy những ngọn cây này có thể nói là cái game này khá độc quyền đấy. Đây là game offline PC đầu tiên mình thấy có khả năng nhảy trên nhảy nhót như thế này. Trước đó những game online như mình đã nói kiểu như Khởi Kết Giang Hồ đã có chức năng này rồi. Nhưng mà đó lại là một game online. Và đồ họa của nó thì lại không được tân tiến như thế này. Từ game này như các bạn đã thấy phần giới thiệu của nhà sản xuất lúc đầu thì đây được làm từ Unreal Engine 4 đúng không ạ? Rất là đã. Avia, you should rescue the civilians if you can. No, no, no! Ồ, chết dân rồi, đỡ phát. Cứ mãi bay nhảy chết, chết một cái cọc các bạn ạ. Qua. Bây giờ đến nhiệm vụ nào. Map thiết kế các bạn không được rộng cho lắm. Chính vì hạn chế 2.25GB đấy bạn. Bảo kê được cả cái cặp cơ, kinh rồi. Chúng ta mất một cái cặp rồi các bạn ạ, tại vì mình ham bay nhảy. Đây rồi. Sao mình thấy hai chấm đỏ kia nhỉ? Ồ, cái ngay mà. Hy vọng là sắp tới cái nhà phát hành game họ sẽ tiến hành đó là cập nhật những bản update DLC chất lượng hơn nữa dành cho cái tựa game này. Có một chấm đỏ nữa ở đây mà mình không thấy cái gì cả. Cái gì ở đây vậy? Nice job, Avian. Keep up the good work. Rồi, làm gì nữa? À, tôi phá hết mấy cọc đi. Thank you. God protect you. Đây còn hai cái nữa các bạn. Some people have climbed onto their rooftops to hide from those monsters. Quay chậm rồi các bạn. Avil, congratulations. You're still alive. Sống. I know. I sent your. I know how you feel. The jackals I killed. Yes. Rồi, vậy chúng ta đã xong nhiệm vụ của cái làng rồi các bạn. Chapter đầu tiên chỉ là chạy loanh quanh và nghịch với cái cọc. New skill. Oh, có cả tuyệt kỹ mới khi mà có tuyệt kỹ nhảy mới đây này. Thì một chapter mà được tận 3 tuyệt kỹ mới, không biết nó là gì đấy. Rồi, để sang phần 2, Titan Grab. Mình sẽ thử trải nghiệm thêm cái phần tuyệt kỹ mới đây nhá. Ở đây, có vẻ là nhiệm vụ chúng ta vẫn là như vậy thôi. Giết quái vật và quanh quanh về mấy cái cọc. Đúng không nào? Chưa thể khẳng định được. Sẽ vào và kiểm tra thêm vài tuyệt kỹ mới. Đây, là những cái cọc đây. Has King Yero made contact? So far, nothing but Avil. And when you do, I will think on it, Sandra. You've arrived, Justin. Executing Raveni requires rune energy. Charge your rune energy by killing jackals and rescuing civilians. Ngoài nó đánh thẳng dân các bạn ạ.
Excellent work, Avil. These refugees are lucky you showed up in time. You know, nhưng mà nó tấn công đồng thời như thế này làm sao mình kịp bảo vệ dân nhỉ? Bọn quái đánh nó đánh chết dân luôn. Chết một người rồi. What is this tower? We use the watchtowers to keep an eye out for threats. From the top, you can see far beyond the outskirts of Petrol. I bet climbing the watch. Use your dodge when an attack is incoming. À, đúng rồi. Chúng ta sẽ mở cái cọc lên thì người dân chúng ta sẽ được di chuyển đến nơi khác. Như vậy họ sẽ không bị ọc tấn công nữa. Đây này, chuẩn bị ba người, chuẩn bị miếng đấy. Đấy, họ đi luôn này. Chúng ta phải làm nhanh trước khi là họ bị giết bởi mấy con ọc. Chúng ta kiểu như là một người giữ cổng đó các bạn ạ. Ôi, còn nhiều thế nhở. Ồ, đây rồi. Hàng hiệu tới đây các bạn ơi. Bây giờ chỉ là hàng tồn kho và hàng giảm giá thôi. Vấn đề là bây giờ làm sao nó bay lên đây đi. À, một cơ chế leo tường. Nhưng mà chất lượng hơn là Assassin's Creed rất là nhiều các bạn ạ. Nhanh nào. Ôi xong, cổng kia nó đập một phát chết một dân. Vãi trưởng thật. Ưu tiên ở đây trước vậy. God save the sentinels, thank you. Đập một phát nát thành, ok, fine. Mạnh thế thì ai chơi? Còn ở đâu nữa? Đây à? Từ thôi. God save the sentinels, thank you. Còn bên đằng sau cổng thành nữa. Thôi. Okay, thank you. Vẫn kịp các bạn ạ. Được rồi, còn ở đâu không nhỉ? Còn ở đây à? Fuck. Cuối cùng. Lúc này là hoàn thành các bạn ạ. Ui, nó đập gần tan cái thành rồi, được fuck. Avil, you hold your room. Ô, sao lại đánh nó? Này, này sao chơi? Avil, hold your rune strike and aim at the Raveni's armor to destroy it. Oh, yeah. À, chém những cái này à? This Raveni is no match for my blade. Wow. Great job, Avil. Removing a Raveni's armor and severing its limbs also charges your rune energy. Once you have enough, you will be able to execute the Raveni. Raveni. Now aim your rune strike just below the Raveni's knee to sever its leg. À. Vậy là cũng ôi. Cũng nhắm vào những điểm yếu giống như là bên Attack on Titan các bạn. The Raveni's skull. The ogre's neck will glow when you can target it. Đến gần này đã. Này mà thứ khá là dễ các bạn ạ. À. Mặc
dù các đòn thế thì nó có thể nói là một điểm cộng cực kỳ lớn của tựa game này, nhưng mà cái cách combo của nó thì mình thấy thua tay con Titan các bạn, thiếu tính hành động, nhưng mọi thứ nó khá là đơn giản. Avil, your rune energy is fully charged. Quickly get to the base of the Raveni's neck. Now, Avil, execute the Raveni. Đó, mọi thứ khá là đơn giản các bạn ạ. Rồi, thì đó là cách để giết một con Raveni. Bây giờ thì có lẽ mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Chúc các bạn trải nghiệm game vui vẻ. Extinction. Có lẽ đây chính là cái phần, đúng rồi, cái phần giết ọc, con ọc to này chính là cái phần mà khiến cho tựa game trở nên nhàm chán này. Giết nó khá là đơn giản, có thể nói là hơi đơn điệu nữa chứ không phải đơn giản. Đúng rồi, mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cả tựa game Extinction. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có thêm những bản cập nhật update DLC mới của tựa game này, chứ nào. Rồi, bây giờ thì các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Thời gian này mình khá là rảnh nên là chắc chắn rồi mình sẽ giới thiệu với các bạn nhiều bản crack và tựa game hay hơn nữa. Xin chào. Chào tạm biệt các bạn.